và cái cuối cùng là mình sẽ thấy mình quan tâm cái hình ảnh xuất huyết trên CT não, trên CT ha, để mình loại trừ. Mình phải biết hình ảnh này có xuất huyết để mình loại trừ. Khi mà có xuất huyết thì đó thì trong quy định của tái tiến máu, nên mình phải biết để mình coi trên. Quan trọng là mình bệnh cảnh mình nghĩ đến cái đột quỵ rồi, hình ảnh có thể mình đọc là mình không thấy được cái hình ảnh xuất huyết, mà không thấy được cái hình, chưa thấy được cái hình ảnh của đột quỵ thiếu máu, có thể trong những cái giờ đầu đột quỵ thiếu máu thường là bình thường ha. Cái quan trọng là mình phải thấy được là cái hình ảnh xuất huyết nào có hay không, mà mình phải đọc được xuất huyết nào. Và CT ha, mình nhắc lại CT là cái kỹ thuật hình ảnh sử dụng tí ha, nên đó đây là cái nên qua đây là cái bộ ảnh mình chia sẻ ha. Và dùng lại cái cấu trúc giải phẫu bên trong cơ thể với những lát cắt trong những mặt bạn mong muốn và cảm chiếu tiếp xung quanh cơ thể và tái tạo lành mạnh. Và những cái kỹ thuật hình ảnh sau này không chỉ CT ha, siêu âm và MRI đều là với sự hỗ trợ của máy tính và monitor hết thì mình mới có cái hình ảnh đẹp và độ phóng đại cao. Và các cái phần mềm xử lý ha, tùy vào cái máy móc mình mua. Bây giờ nếu mình đóng vào bệnh viện mình mua cái máy móc, không chỉ mình mua máy CT, mình mua lên những cái phần mềm xử lý ảnh nữa thì nó mới giúp hỗ trợ chẩn đoán. Còn nếu mình không mua, và tùy lên tùy cái nhu cầu bệnh viện của mình đã giá cái về cái ngành của nhóm mình là về não bộ hay là về bụng tổng quát hay gì đó thì mình nên mua cái máy phù hợp ha. Là quan trọng cái phần mềm đi theo máy. Nếu mình không có đóng hộ, mình không có trong hợp đồng, có thể cái phần mềm đó không đi theo máy thì mình không sử dụng được. Giống như mình có cái giỏ, mình không có gì trong đấy, không sử dụng được. Cái thuận lợi ha, cái thuận lợi CT có thể phát hiện cái tổn thương, cái sự khác biệt với nồng độ nhỏ ha, tùy thuộc vào cái máy của mình, cái có chiều nhảy dầu nhỏ hay không ha, có chiều và cái tác động nó có cái trao đổi tương phản cao hay không thì cái nồng độ này mình phát hiện càng dễ hay khó. Và hình ảnh mình có thể dễ dàng lưu trữ hình ảnh ha, phát hiện nhanh chóng. Và cái mặt không thuận lợi thì ta mình tiên tạ cái điều chiếu xạ nó cao rất là nhiều lần so với quen. Sử dụng những ri tiết giống như cái quen vậy, những cái điều chiếu xạ nó rất là cao. Và cái này thì cũng bệnh nghiên cứu là cái cơ có những ung thư, nhưng mà cũng ít có hiện tại người ta nói đến là như thế nào, nó chỉ nó có cái cơ thôi. Và nó giới hạn trong cái giác của cái khu mềm ha. Và khi mình sử dụng cái CT tiêm thuốc ha, cái CT tức là CT tiêm thuốc thì mình phải coi cái cơ địa bệnh nhân có cái dị ứng thuốc hay không ha. Cái dị ứng thuốc này rất là nghiêm trọng ha, có một số trường hợp có thể bệnh nhân bình thường phải phản ứng đó rồi và chụp X quang chụp CT rồi chụp CT có tiêm thuốc mà có thể là bệnh nhân này thì sốc phản vệ, có thể là tử vong luôn ha. Có một số nhiều trường hợp đã ghi nhận rồi nên dị ứng thuốc quang rất là nguy hiểm ha. Trên cái bệnh nhân mình phải hỏi kỹ điều này nha. Tuy nhiên bây giờ mình có rất khó nói nha, các những bệnh nhân trước đây một cái gì đó chụp nên chụp cũng bị thường nha, cái này cũng không thể mình dự đoán trước được đâu. Phụ nữ có thai còn trẻ em ha, thì mình nói về thì có tiết ít và cái liều chia sẻ rất là cao nên những cái này các bạn cũng ha, mình phải cân nhắc có những cái dụng cụ để che chắn, nhưng mà tùy mình cần phải cân nhắc coi có còn nên làm và khi mà mình thu thập một cái cơ quan mà mình chiếu qua tiết thì nó sẽ biểu hiện một cái chỉ số đặc độ, tức là cái chỉ số của hấp thu tiết và nó được đo một cái đơn vị nao phiêu, tức là tên cái ông mang cái ông bác sĩ nhà vật lý để phát hiện ra cái kỹ thuật chụp CT này. Và đó là mức độ tháng tám trên là CT miêu tả sự suy giảm năng lượng trong mỗi đơn vị tiết và được diễn đạt ở đơn vị nao phiêu ha. Và nói chung nó là
ngoài ra mình có thể để loại trừ những tổn thương
Và CT trong một người thì mình cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi là nó là một cái tiêu chuẩn vàng xuất huyết. Và thường thường trên CT thì 60% nhiều máu nhìn thấy trong 3 đến 6 giờ đầu là dễ nhận thấy trong 24 giờ đầu, nên là cái thống kê cũng tương đối cao ha. Là vì đa số CT những giờ đầu đó là bình thường hơn, cái thống kê cái tài liệu này cũng hơi cao. Và CT trong đột quỵ thì cái độ này nó là thấp hơn, độ chiều cao rất là có, là nó cũng hướng tới nhiều đến cái đột quỵ, nhưng thực ra nó cũng là giai đoạn chứ không còn sớm nữa. Và cái độ thông tin của CT là bình thường, này mình nhắc lại thường thường là có ba cái độ ha. Thank you.
nhưng mà những cái hình ảnh đó có thể mình dựa vào cái phong tục. Nếu một cái hình, một cái hình ảnh, một cái tổn thương không đi theo phong tục sau bốn mạch máu thì không phải là cái phong tục đâu. Cái CT không tiêm thuốc thì thường thực hiện trong cái khả năng sớm nhất sau khi đột quỵ tái phát khởi phát. Thì thường bây giờ thì đa phần cái bệnh viện nào ha, bệnh viện nhỏ nhỏ họ cũng đã có CT rồi, thì nên cái này là cái phương tiện trong tầm tay mình có thể là mình sử dụng sớm được ha. Và nhắc đi nhắc lại thì cũng là chủ yếu vai trò để phát hiện cái xuất huyết, và mình phải phát hiện trên nền đó có những cái tổn thương như là u hoặc là gì mà máu bị thâm ha. Và cái dấu hiệu là thiếu máu á, thiếu máu thì chỉ là vai trò thứ phát thôi. Nếu mà mình thấy được thì thấy, không thấy được thì thôi ha. Và khi thấy được mình hướng cái hình ảnh nhồi máu ha, cái hình ảnh nhồi máu và bệnh cảnh lâm sàng nhồi máu thì lúc đó cái đó là mình nghĩ nhiều về nhồi máu. Đây là những cái dấu hiệu là sớm ha, thiếu máu. Tuy nhiên nó cũng là sớm, không phải là sớm đâu, cái dấu hiệu rất là những khi mình chú ý đến và kết hợp với lâm sàng ha. Cùng nhu mô nào tổn thương tại bắt cầu lên nào ha, phần nào mình có thể muốn tới cái tới mình đi tìm tỷ vùng đó, chỉ khi mình phải chỉnh lại cái về thông số cái hình ảnh để cho cái độ phản ứng tốt hơn, đánh giá được cái hình ảnh khi giảm là độ nhu mô nào. Nếu mà giảm rõ ràng ha, nãy giờ cũng nói rồi, giảm rõ ràng tức là tương đương với dùng vùng nhu mô nào đã chết rồi không còn tổn thương, nên nó cũng rất là dễ thấy ha. Và sẽ so sánh giữa bắt cầu này với bắt cầu kia, và mình phải loại trừ những hình ảnh chịu ha, hình ảnh chịu do những yếu tố kỹ thuật ha, chứ không phải mình thấy phim thấy ra cái này là những phim chịu do kỹ thuật chứ không phải là giảm thành độ nhu mô não do tổn thương cho bệnh đột quỵ. Còn cái dấu có rồi nha cậu ha, cái dấu tăng tầm độ đồng mạch não bị tổn thương, thường những cái dấu tăng tầm độ thì dễ phát hiện hơn so với dấu giảm tầm độ, tại vì nó tạo một cái tương phản, tương phản tốt với nhu mô não hơn so với não giảm tầm độ, nó giảm tinh tế. Tuy nhiên trong một số trường hợp có thể trong cấp cứu gì đó hoặc là những lúc tối mình đã trực nhiều mà quá và lâm sàng khi không ghi nhận là có được cái gì đó và cho thấy được cái chụp CT, và những khi bác sĩ hình ảnh dù cái dấu này rất là rõ mà người ta không chú ý đó, là lúc nước nước qua người ta là kéo mình quá nhanh, người ta sẽ không thấy cái dấu này, bỏ sót ha. Và dù cái dấu này rất là rõ ha, nên phát hiện cái dấu này sớm là một cái lợi cho bệnh nhân ha. Có thể giai đoạn sớm mình chỉ thấy cái dấu này thôi, cái nhu mô não cái đông dương cũng chưa xuất hiện cái dấu giảm tầm độ ha. Có thể những cái hình thái về não và cái não thấp ha, nhu mô não đó đều bình thường đó, thì cái dấu tăng tầm độ rất là tinh tế. Thì những khi không chú ý đến thì rất dễ, không chú ý đến thì có thể bị sót. Thực ra trong nhiều trường hợp trong cấp cứu ha, khi mà bệnh nhân đến vào ban đêm chụp não bình thường và sau đó vài ngày sau chụp lại thấy nhồi máu ha, nhồi máu là bằng não giữa mà nguyên vùng chi phối luôn, người ta mới ra là CT mấy giờ sau người ta thấy cái dấu này ha. Có thể chiều khi mình không có chú ý đến mình sẽ bỏ sót cái dấu này, dù dấu này rất là dễ, rất là rõ ha, nên thấy thì chứ không phải là dễ đâu. Cái dấu hiệu giải băng thì não ha, cũng là một cái dấu hiệu người ta nói là sớm hoặc là mất cảnh não ha. Và chút đắp sáng thì mình thấy cái vùng đỏ, khi cái vùng đó đang có vùng đắp sáng tức là nó điển hình cho cái vùng nhồi máu. Và cái có dấu nhẹ là thấp ha, thường là cái vùng nhồi máu phải lớn mới gây hình ảnh nhẹ là thấp ha, nên cái dấu hiệu người ta cũng không phải là dấu sớm, người ta nói sớm thôi chứ không phải là sớm hay không. Và cũng nhắc đi nhắc lại nha, khi cái dấu giảm tầm độ nhu mô não thực sự ha, giảm rõ ràng tức là nó là một cái dấu có độ đặc hiệu cao cho nhu mô não bị tổn thương không thể hồi phục được ha. Và nếu mình phát hiện trong vòng giờ 6 giờ đầu thì nó cũng là cái dấu ghi điểm xấu ha, dấu giảm tầm độ cũng dấu ghi điểm xấu. Cái này thì ta chỉ của tên rồi, ví dụ như ta không chỉ cái tên mình biết cái vùng này mình nhồi máu không?
mà mình đọc vào mắt mình cái gì rất là lớn nè, cái đạo hấp dẫn rất là lớn nè, và sự trước sự sau thì đạo dẫn rất là lớn nè. Bên này có tổn thương không, thấy cách sáng không, cách sáng cách trắng không hiểu rõ ha, bên này ha, mình phải so sánh hai bên này sao. Dù cái hình ảnh vô đạo, cái đồng bộ vô đạo có vẻ nó cũng bình thường, mình thấy gì, mình thấy không cách sáng cách không hiểu rõ trên hình này không, không thấy ha. Dấu hiệu này là dấu hiệu buồn và buồn không cố là mặt ở giữa hết.
nên trong những giờ đầu xin đi những giờ đầu rất là khó trong trường hợp này ha. Nhiều khi mình cái máy mình cái tốt là một ha, và mình phải chỉnh máy rất là nhiều, chỉnh này những cái cửa sổ ha, để tìm tổn thương và mình có triệu chứng rễ lâm sàng ha, thì giúp mình đánh giá tốt hơn. Thực ra nếu cái hình này ha, trong những giờ đầu có thể mình thấy ha, thực ra mình không tự tin hoặc là nhiều máu đó, có thể mình nói mình nghi ngờ thôi ha, có thể là mình không tự tin ha, nhưng mà nếu mình kết hợp với lâm sàng ha, mình nghĩ đến thì mình có thể tự tin đọc hơn. Còn cái vùng này thì sao? Cái vùng này với vùng này khác biệt nhau gì không? Cái này rất sáng và rất trắng, không thì rất là rõ ha, và các bạn não cũng thấy rõ. Trên này sao? Chỗ này chắc chắn rất sáng, có vẻ không thấy rõ ha, và không thấy được cái tỉnh não ha. Cái này như vậy ha, cái này cũng hình giống như vậy ha, tức là cái chắc chắn sáng, chắc chắn còn chắc sáng còn trắng, và chắc chắn còn sáng ha. Cái chắc chắn là khi ngồi ha, sáng màu trắng và rất trắng màu sáng, thì mình thấy con điều trắng sáng rõ ha, trắng và sáng rõ, cảnh não rõ. Còn cái này thì thấy lờ mờ ha, không thấy được, mất con điều rất trắng sáng rõ và cảnh não. Cái này mất con điều trắng sáng ha, trắng sáng luôn, cảnh não thì mất không có rõ lắm. Cái vùng này mình thấy ha, so vùng này thì sao, mấy cấu trúc trong sáng mình thấy cũng rõ ha, và mình thấy thì cái dấu gì gì nhẹ nhàng khóc ha, mình thấy được cái vùng nguyên cái vùng này vùng nhồi máu ha, nhồi máu nó thật ra rất là lớn luôn và nó dè nén và nó đã khóc bên cái này sừng trước ha. Còn này nếu mà người ta không có để mũi tên thì người ta biết cái vùng này vùng nhồi máu không, cái tạm độ đó thực ra nó hơi nhẹ so với này, nhưng mà những tinh tế lắm mình thấy ha, mình để ý lắm, nhưng mà mình quan tâm cái gì, bên này là gì, sáng trắng còn và lạnh trắng còn, bên này có vùng gì, có vùng thấy thẳng luôn ha, thẳng luôn tức là máu đang chảy trắng sáng ha, cái vùng dòng máu đang như vậy nè ha, cái đó mình chê rất là lớn, chỉ còn chỉ còn vùng chi phối là mình đang giữa. Dấu này dấu gì? CT không chi phối ha, dấu dấu gì? Tăng nặng độ là mặt ở giữa ha, tăng nặng độ là mặt ở giữa ha. CT không nghiên cứu thì tự nhiên thấy thấy một cái mặt máu rất là rõ ha, giống như cái gì là chụp cá bú ha, cái này là dấu tăng nặng độ là mặt ở giữa ha. Huyết khối cấp ha, nhiều người huyết khối cấp trên cái giai đoạn đầu huyết khối cấp có thể như mô não chưa tổn thương ha, mình sẽ thấy cái mô não này rất là bình thường, cái hình này nó bị thắt ha, nó cũng bị xả ảnh ha, xả ảnh do đây cái vùng xương ha, mình thấy cái ha, nên những cái vùng này có thể là mình sẽ rất là khó ha, nếu có tổn thương thì giảm tập độ đây cũng rất là khó không bị. Cái này tổn thương ở đâu, bên trái bên phải, bên phải bên trái có phải xương đâu, cái này hay tổn thương không, tổn thương ở đâu, bên phải bên trái, bên phải ở đâu, cái này phải tổn thương không, cái gì đóng môi nha, vì đóng môi đó là tô tăng mạch hậu mâm lơ lửng và tâm xứng, nên phải đóng môi đâu, não khóc, cái vùng nhờ máu đây, mình thấy cái vùng này mình mô tả là vùng nhiều giảm nặng độ, tăng nặng độ hay đồng nặng độ, giảm nặng độ hơn, kích thước rất nhỏ, từ những cái kích thước nhồi máu nhỏ còn dưới 1.5 cm thì mình sẽ đánh là gì, nhồi máu não mình ghi là cái này hình ảnh nhồi máu não đột quỵ ha, là do những mạch đau mạch máu nhỏ, những mạch máu nhỏ những mạch đau đột quỵ rất là nhỏ ha. Và có thể trong một số trường hợp mình sẽ phân biệt để mình điều trị là cái mình phân biệt cái mảng nhồi máu nhồi xuất huyết động mạch ha,
tâm thì thực ra cái này cũng hơn chúng ta không biết biết hơn thì thực ra cũng đều xuất hiện cái tiếng cùng hỗn hợp giảm trọng độ tăng trọng độ hết à, và đôi khi một tố hỗn hợp á mình không thể phân biệt được, mình cứ dựa vào cái tiên tiên có tiên tố mình mới phân biệt được cái cùng do có xuất huyết và xuất huyết đơn thuần à, cái phân biệt này giúp ích cho mình điều trị nhiều khi trong mà mình cảm thấy mình cái hình ảnh mình rất là khó ha. Và từ cái xuất huyết nguồn gốc từ động mạch thì mình hay xảy ra ở những cái chất xám, chất xám sâu vào não ha, mình có thể được vị trí chẩn đoán. Tại thực ra nguồn xuất huyết tức là xuất huyết nhồi máu là nguồn xuất huyết của nhồi máu, nó sẽ hiển thị bằng ảnh hỗn hợp coi như vừa tăng vừa giảm tốc độ. Và có cái nguồn bệnh diễn giảm xuất huyết đây do những cái ma mạch máu là nó bị thiếu máu và nó khi mà một cái cơ quan bị thiếu máu thì nó sẽ hình thành cái tuần hoàn mạch thể ha. Nếu mà khi mà ví dụ mình bị huyết cái mạch máu não nó bị huyết khối, nó bị thiếu máu thì cái cơ chế là sản phẩm mình phải gì hình thành cái tuần hoàn mạch thể để mình cố tạo thành cái nhánh mạch máu mình nuôi cái mô đó, nhưng mà cái mạch máu khối đó là mạch máu tăng sinh mới hình thành thì lúc đó nó sẽ xuất hiện hình ảnh vừa nhỏ vừa huyết, những khoang mạch dễ vỡ nó sẽ bình mạch, nó không có chức năng và nó sẽ vỡ, nó tạo thành hình ảnh vừa xuất huyết vừa nhồi máu. Cái này giai đoạn sớm ha, thấy không rõ, và giai đoạn muộn ha, mình thấy nha, nó là có những cái bao bao mạch vỡ đang rất hình ảnh vừa xuất huyết và nhồi máu, nó sẽ theo cái giai đoạn ha, ban đầu nó chỉ là hình ảnh giảm trọng độ, có những cái vùng tăng trọng độ ha, tăng độ huyết và sau thời gian tăng mật độ nhiều hơn, còn cái vùng giảm độ độ ha, mà thấy cái đường giữa này thì nó không như lệ ha. Còn nhồi máu xuất huyết do lệnh mạch ha thì thường thường nó hậu quả do những huyết khối sâu mạch màng cứng và thường trên cơ địa bệnh nhân có nhiễm trùng chấn thương đầu tăng đông và leucemia. Thì thường trên cái CT CT mình thấy cái dấu hiệu của delta đông, delta đông tức là trên cái CT nó đi thuốc mình thấy cái hiện tượng đông, tức là cái vùng mà bị huyết khối, cái mạch máu nó không đấy, nên mình không thấy cái vùng đó, cái mạch máu nó không tăng được độ, cái vùng tê tan đông và thấy cái hình ảnh tăng quan của vùng não, cái này mạch CT này trên CT nó đi thuốc hết và dấu hiệu gián tiếp mình cũng thấy cái vùng thiếu máu xuất huyết trung mô ảnh hưởng chất chắn khí vỏ, cái này chắc chắn và cái thiếu máu xuất huyết cũng hình ảnh cũng giống như vậy, vừa tăng và giảm mật độ y chang như vậy, không khác hết ha, nhiều khi rất là khó phân biệt ha. Cái dấu hiệu delta đông tức là cái vùng tức là khi mình bơm thuốc vào là cái mạch máu não chỗ ngay chỗ tắc nó không có hiện diện của cái thuốc cảm quan, còn trên hình ảnh không tiêm thuốc mình mà cái dấu giống như cái dấu gì tăng trọng độ mà mình hiểu thì cái này nó xuất hiện sau mạch cứng sẽ thì cái dấu tăng trọng độ ha, tăng trọng độ thì mình thấy tăng trọng độ ha sau mạch cứng và đi kèm với cái cuộc vừa xuất huyết vừa thiếu máu giống như vậy ha, thì đi kèm cái dấu tăng trọng độ sau mạch cứng thì mạch cứng thì mình phải nghĩ là cái hình ảnh gì nhồi máu xuất huyết do gì tĩnh mạch ha. Còn khi mình nghi ngờ, nếu mà nghi ngờ những phát hiện máu lớn ở trong sọ thì mình hay dùng kỹ thuật CTA, tức là phụ chụp X quang các lớp vi tính có tiêm thuốc tương phản và dạng chụp mạch máu, thì cái kỹ thuật nó hơi khác một chút thì tùy, và cái khi mà mình đi chỉ định thì họ kỹ thuật viên họ sẽ biết để họ chụp và mới hướng tới các bạn trên thứ nhất là nếu mà mình đánh giá mình muốn đánh giá mạch máu mình nghi thẳng CTA và lần cảnh đồng vị và chụp CT
CTA thì phát hiện cái sự tắc nghẽn máu lớn trong thời gian 3 giờ. Nên mình có thể dùng cái TPA là cái chuyện sự biết được ha, nếu mà mình phát hiện sớm. Và lúc trên 3 giờ mình xài cái chuyện sự biết được mặt. Khi phát hiện cái phần mặt hoặc cái gì ở máu thì có thể tùy vào con nhắc ha, có thể là phát hiện cái này tùy và hạn chế thì mình phải tâm giác có gì ứng với bệnh nhân và hoạt động khi dùng bệnh nhân sinh học. Cái này là một ca, cái hình này là bệnh nhân hay có tổn thương hay không, tổn thương ở đâu thì phải không ra. Nè bên phải bên trái, bị não phải não trái, bên phải. Mấy bạn này giỏi mà ta nhìn thấy bên phải. Nhưng mình nhìn cái so sánh hai bên, thực ra cái hình này từ đầu ha. Hình so sánh hai bên ha. So sánh hai bên ha. Thấy cái nhân xem sau này rõ bên này giờ rồi ha. Cái này tổn thương bên phải nè. Đây là CTI này. Tổn thương là mặt não gì, não giữa ở đâu bên phải ha, này có tên thuốc, mình thấy cái mặt máu này đi tới đây bị cắt cụt ha, cắt cụt mình thấy gì trên này ha, những cái này ba d ha, cái này cũng là CTI ha, bình thường có cái cụt này không? Còn mình
người xuất huyết 15% nhồi máu động mạch não chủ là nhồi máu xuất huyết. Xuất huyết thì dễ dàng phát hiện trên CT, tại vì nếu xuất huyết cấp thì nó biểu hiện bằng hình ảnh tăng trầm độ, và cái chuỗi xung mang tai mà có thể phát hiện xuất huyết tức là mình phải xài cái ultra echo mới nhìn thấy được xuất huyết. Và cái xuất huyết này, xuất huyết cấp hình ảnh trên CT là tăng trầm độ ha. Phù xung quanh là mất ranh giới các cánh sáng có thể gây phù xung quanh. Phù xung quanh sẽ biểu hiện có thể gây có một cái vùng giảm độ xung quanh ha, do phù là mất ranh giới các cánh sáng. Và nếu xuất huyết này càng nhiều ha, nó cũng có thể tẩy lên đường lửa giống như khối u hay là những cái nhồi máu lớn, cũng gây được cho cổ rất là ép chặt khóc rãnh não ha, như là đường lửa và giảm kích thước bệ nền, có thể gây nhiều những chỗ giống như cái u hoặc là những cái khối cho cổ lớn hoặc là những cái nhồi máu lớn. Và mình thấy đánh giá là vị trí và kích thước nó là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để chọn được cái phương pháp điều trị. Ngoài ra cái xuất huyết là các vùng tăng mạch độ cũng có thể thấy là các bệnh lý tụ máu và mạch cứng với mạch cứng ha, xuất huyết không như vậy não cấp xuất huyết trong não và đa phần cái xuất huyết trong bệnh lý đột quỵ và là xuất huyết não cấp và trong não. Và mình phân biệt bôi hóa xuất huyết nhỏ cùng nhân nền thì đáp mình sẽ đánh giá những tiêu chuẩn không được cái bôi hóa và xuất huyết. Phân biệt cái xuất huyết cầu não với hình ảnh tiểu ha, cái này mình đi rất rõ ha, cái là những cái xuất huyết nhỏ tinh tế. Phân biệt cái xuất huyết của bôi má, cái bôi má này bây giờ mình nói rồi, thật ra là những cái chất đã tăng nồng độ lên và ở những cái vùng cấu trúc giải phẫu mặt hình và lối sống ha, nó không có lớn lắm và không có hiện tượng tù não, không có hiện tượng chấm chỗ. Xuất huyết thì mình không có lối sống ha, có vùng não xung quanh và có hiện tượng chấm chỗ. Và từ mình đo cái độ cảm quan tức là đo cái số nồng độ cao phiêu á, thì bôi má thì mình từ 100 đến 120, và xuất huyết thì cái giá trị nhỏ hơn có thể 40-90 hoặc 80 gì đó ha, tùy vào cái nồng độ của xuất huyết. Thì trên cái hình này xuất huyết hay khô vậy? Cô có hiện diện những cái vùng đó không? Xuất huyết hay khô? Xuất huyết nè. Và mấy cái điểm hình đen gọi là cái xuất huyết ở bể nền ha. Rồi xuất huyết trong nhu mô và xuất huyết ở bể nền và não thấp. Này xuất huyết hay là khô? Này xuất huyết thôi, nhưng mà cái hình ảnh nó vừa tăng trầm độ và có cái vùng ha, giảm trầm độ tức là cái vùng đi giải cái khối trong cái cục máu này, có thể là cái cục máu này không phải có cục máu mới mà ha, nó có thể có vùng này rồi là vùng đi giải cái khối, cái cục máu này tan đi, cái tầm độ nó sẽ giảm đi, cái này vùng xuất huyết gấp vẫn còn ha, và cái cục máu này quá lớn ha, nó có thể chèn ép ha, nó chèn ép này mình đâu thấy là mình đã mất bên này ha, và cái cây đã mất bên này rộng ha, chèn ép đã mất bên phải và trái. Những cái xuất huyết lớn này thì mình phải phân biệt ha, phải đi tìm cái này thì là xuất huyết lớn còn hay xuất huyết châu nữa ha. Mình nhiều khi phải chọn những cái kỹ thuật khác ha để mình đánh giá coi cái này do cái gì, nhờ máu ha, xuất huyết lớn cái này cái gì, nhờ máu hay do u nữa ha. Nhiều khi những cái xuất huyết trong u nó cũng có thể biểu hiện giống cái này, làm che lấp tổn thương cũng không thấy được tổn thương của u. Cái vùng này là vùng xuất huyết và cũng là một cái tổn thương hỗn hợp vừa có xuất huyết vừa có vùng nhẹ bóc khối, nó có mức nhiều dịch nha, nó là một cái lớp dịch lắm đậm tăng độ mới đây là cái lớp cũ lắm lắm trên cơ mà nó có mức dịch đó, tức là có xuất hiện vùng nhẹ bóc khối. Cái này phải xuất huyết không? Cái này là gì cô nha, thì gặp gì bây giờ thì mình phải biết những cái cấu trúc về cái lớp của não ha, cái này là gì, chủ đề là não tủy ha, thì nó gọi là xương sọ ha, màng cứng rồi màng gì nữa, màng màng gì rồi màng gì nữa, có ba cái màng à, ba màng. Mình phải biết này để mình không bị gì xúc tiết ngoài mạng cứng, kiếm mạng cứng xúc tiết không dưỡng nhẹ ha. Rồi xúc tiết không dưỡng nhẹ thì mình sẽ là quan tâm giữa
ngồi hay là mình liền mang và nó vượt qua được góc sọ, khi không vượt qua góc sọ nó hơi khác biệt nhau một chút xíu ha. Tay là hình ảnh ha, bên phải bên trái vậy, bên phải bên trái xuất khí này, bên phải bên trái nha. Đấy là cái cấu hình liền nó vượt qua được cái góc sọ ha, ở đây rõ là được góc sọ này xuống phía dưới mạng cứng, dưới mạng cứng này nhiều không, rất là nhiều ha. Và mình thấy gì khi mà chạy máu mình quan tâm gì, mình giữa như là đi không, não thấp bị nhẹ ép hay không, cái này nhẹ ép đau thấp hay không, có nhẹ ép ha, đẩy lên nó đẩy lên mình giữa hay không, cũng hơi đẩy lên ha. Và mình thấy được gì cái não thấp bên này rộng ha, thấp này rộng có dấu nhẹ ép. Xuất huyết ngoài màng cứng là tụ máu giữa màng sọ trong và màng cứng ha, thì khối nhớ tụ là khối nhớ tụ ngoài cùng ha, khu trú và hình thấu tính rồi hai mặt không vượt qua góc sọ, vượt qua được cái đít các màng cứng, cái này hơi ngược lại xuống ngoài dưới màng cứng thì nó sẽ tạo cái hình thấu tính hoặc lồi ha, tại bên phải bên trái bên phải ha. Và xuất huyết này có nhất độc có xuất huyết không, xuất huyết gì ha, là xuất huyết ngoài màng cứng và quan tâm về điều giữa ha. Và cái gì não thấp ha, chèn ép não thấp thì không ha. Nên bài của mình hôm nay là cái CT trong đánh giá đột quỵ cấp thì nó vẫn là phương tiện ban đầu thường mình theo chọn là CT không tiên cứu ha, dù cái độ nhạy kém trong cái đột quỵ thiếu máu nhưng mà rất nhạy trong đánh giá xuất huyết và là một cái phương tiện giúp mình loại trừ trước một cái bệnh nhân đột quỵ mình phải loại trừ có xuất huyết hay không, để giúp để mình định hướng cái điều trị, mình có cân nhắc có sự nguồn mình có tái chế máu hay không. Và cái phương tiện giúp mình đánh giá phát hiện mạch máu lớn như mình phải chụp thêm cái mục cao hơn CTA hoặc là có thể đánh giá được cái vùng trên đốt ánh sáng như CT vùng vi sinh, thì nếu mà ở bệnh viện mình có cái phương tiện kỹ thuật cao thế này thì giúp mình đánh giá sâu hơn và phát hiện nhiều cái kỹ thuật hơn thì mình mới có thành thành được cái điều trị đột quỵ tốt cho bệnh nhân. Còn nếu mình không có mình nên chuyển bệnh nhân đi trên thì sẽ tốt cho bệnh nhân hơn. Vì nếu mà mình đánh giá sớm những cái vết thương mô não và chưa tổn thương thì mình sẽ tái cái máu sớm thì bệnh nhân sẽ phục hồi tốt. Bên ngoài bữa nay cũng hết rồi.